Thì mỗi năm mà 30 tháng 4 á, về á, Chúc Hồ đều nhớ tới cái nguyên cái những ngày mình sống dưới chế độ cộng sản như thế nào, mình sống dưới trại tị nạn, trại Hồng Thập Tự quốc tế như thế nào, mình sẽ không bao giờ quên. Trong một cái bài hát của Chúc Hồ làm với anh Trầm Tư Thiên, anh Trầm Tư Thiên anh viết một câu rất là hay: suốt bao nhiêu năm qua ta vẫn nhớ trước sau đời ta. Chúc Hồ cũng vậy á, gần 40 năm xa quê hương, 40 năm cộng sản chiếm miền Nam đã biến miền Nam mình thành một đất nước nghèo, lạc hậu về tư tưởng, đạo đức, chính trị, xã hội, văn hóa. Nó đi lùi lại hết cái văn hóa của miền Nam trước năm 1975. Sau năm 1975, chúng ta không có Phạm Đình Chương, chúng ta không có Nguyên Sa, chúng ta không có Nguyễn Tất Nhiên, chúng ta không có Thanh Tâm Tiền, chúng ta không có Doãn Quốc Sĩ, chúng ta không có văn hóa. Văn hóa bây giờ của một quốc gia sau bao nhiêu năm thống nhất đất nước không có. Trong khi miền Nam chỉ có 20 năm thôi mà một nền văn hóa tuyệt vời. Tới giờ này những cái bài nhạc mà trước 75 sáng tác, ngay cả những ca sĩ sau này muốn nổi tiếng cũng phải ca những cái bài của những người miền Nam sáng tác. Những người miền Nam được những người lính họ bảo vệ tự do, họ cho cái quyền sáng tác. Ngay cả anh Trịnh Công Sơn cũng vậy, miền Nam cũng cho ảnh quyền sáng tác, cho nên anh mới có những bài nhạc hay như vậy. Chứ nếu ảnh ở ngoài miền Bắc như là nhạc sĩ Văn Cao thì cũng đâu có sáng tác được, dưới một cái chế độ họ chỉ muốn sáng tác tuyên truyền thôi. Cho nên qua cái bài học cá nhân của Chúc Hồ khuyên giới trẻ ở hải ngoại chúng ta nên tìm hiểu sự thật, và giới trẻ ở trong nước chúng ta cũng nên tìm hiểu sự thật. Cái gì đúng, cái gì sai, cái gì mà chúng ta cần phải làm trong giờ phút này, trong ngày này, sau 40 năm đất nước chúng ta đi lùi. Thì những người trẻ là những người có tài học và lớn lên bên này. Những người trẻ ở Việt Nam quá nhiều năm bị nhồi sọ, bây giờ nhờ có internet nên lên internet, lên mạng để mà tìm hiểu về sự thật nước Việt Nam Cộng Hòa như thế nào và đất nước của Việt Nam bây giờ như thế nào, để mà chúng ta phải sửa lại cái lỗi lầm của những người đi trước. Cái lỗi lầm đó cần phải sửa càng sớm càng tốt thì dân Việt Nam mình mới khá được. Trước hết là người dân phải có quyền căn bản làm người. Cái quyền đó là đã được xác định, Liên Hiệp Quốc, thế giới họ công nhận tất cả mọi người đều có quyền căn bản làm người, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do phát biểu, quyền tự do lập hội. Gần đây có một bài nhạc của một người tù lương tâm, một người em, một người rất Chúc Hồ rất kính, rất quý, rất thương, gửi qua cho bên SPTNASA, bà trả lại cho dân. Cái lời đọc mình nghe mình thấm mà mình đau xót lắm, là tại vì cá nhân của Chúc Hồ đã từng bị như vậy từ năm 1975 đến năm 1981. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền được sống, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói. Không, quyền được nhìn, được nghe, được nói. Hồi đó, thời anh ở không có cái quyền đó. Và 40 năm sau cũng không có cái quyền đó, tại bài này mới sáng tác có năm rồi. Cho nên, như là một người công dân con nước Việt Nam, cho dù mình ở đâu, mình phải có bổn phận thay đổi chính bản thân mình. Có một cái nhìn để mà mình biết à, cái gì mà mình phải cần phải làm thì mình mới thay đổi được một cái quốc gia. Mỗi cá nhân thay đổi, mỗi cá nhân tham gia vào công việc cần thiết để mà chúng ta cùng nhau tranh đấu cho người Việt Nam mình có tự do, có dân chủ, có nhân quyền. Khi mà chúng ta có ba yếu tố đó trong một đất nước thì không có lý do gì người Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ đi lùi hết. Chắc chắn là chúng ta sẽ phát triển khi mà người dân có được ba cái yếu tố căn bản đó. Anh Chúc Hồ kỹ sau năm 2055 nước Việt Nam sẽ ra sao? Nước Việt Nam sẽ càng ngày càng đi lùi nếu còn chế độ cộng sản. Cái đó là sự thật. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, mười mấy vị ủy viên chính trị,
quá nô lệ Trung Cộng, nô lệ chủ nghĩa Cộng sản. Khi nào còn chế độ Cộng sản, nước Việt Nam không có cơ hội phát triển. Nước Việt Nam, con người sẽ không được cơ hội phát triển theo những gì mà họ muốn. Họ chỉ phát triển theo những gì mà Đảng Cộng sản muốn và lãnh đạo muốn. Chúng ta nhìn thấy rõ là những người đang lãnh đạo đất nước, họ muốn vơ vét tiền của người dân vào túi của họ và mang ra nước ngoài. Có những cái họ cố tình họ tạo hết cái chương trình này tới chương trình kia, hết cái project này tới project kia để họ rút tiền của người dân. Gần đây nhất là bao nhiêu cây xanh cả mấy trăm năm của Hà Nội họ đi đốn ngang xương như vậy. Họ không có hỏi ý ai hết. Họ còn hơn là vua. Họ độc tài và họ ác và họ ngu. Từ cái ác nó đi ngang qua tới cái ngu. Và khi mà cái ngu như vậy á, thì nó ảnh hưởng cả một quốc gia. Nếu mà chúng ta làm nghề bác sĩ, chúng ta không có giỏi, chúng ta bác sĩ ngu lấy bằng giả để mà làm bác sĩ, chúng ta giết người một cách vô tình hay cố ý là bởi vì chúng ta không có tài chúng ta. Nhưng mà cái đó nó chỉ giới hạn chừng vài trăm người là cùng. Còn một người lãnh đạo quốc gia mà ngu mà ác thì hại cả triệu triệu người. Cái tầm dốc của sự hại của những người lãnh đạo một quốc gia đó, nó ảnh hưởng cả triệu người chứ không phải cả trăm người hay ngàn người. Cho nên những nhà lãnh đạo Cộng sản á, thật sự lúc nào khi mà mình cầu nguyện á, mình cũng cầu nguyện là đất nước mình được tự do, dân chủ, nhân quyền. Và mình cũng cầu nguyện luôn những nhà lãnh đạo Cộng sản vừa ngu vừa ác đó có một cái phép lạ nào để mà họ thức tỉnh lại. Họ nhìn về cái lịch sử của người Việt Nam, họ nhìn xung quanh những người đang sống dưới cái quyền lãnh đạo của họ sống như thế nào. Họ phải thay đổi. Cái đó là chỉ là phép lạ thôi. Không thể, ít khi nào mà chúng ta nghĩ người Cộng sản thay đổi, và cái sự thật chứng minh cũng cái tỷ lệ cũng rất là khó. Nó chỉ xảy ra ở Liên bang Xô Viết khi mà có Gorbachev và ông Yeltsin, cũng có khả năng xảy ra chứ phải không. Cũng có người Cộng sản khi mà tham gia Đảng Cộng sản, họ cũng tưởng là họ dâng hiến cả đời họ cho quê hương và đất nước, tổ quốc, nhưng mà họ bị lừa. Họ vẫn tin, cũng có một số người họ yêu nước thật sự và họ muốn thay đổi. Nhưng mà họ vẫn nghĩ là quan trọng nhất là người dân phải thay đổi, tại vì người dân ở trong nước sống dưới một cái chế độ kèm kẹp với sự sợ hãi của họ đã tới nóc rồi. Khi mà cái sự sợ hãi họ tới cái tột cùng rồi, họ thành thói quen. Thói quen của một sự sợ hãi nó biến thành một sự thờ ơ. Một cả đất nước buổi chiều này cứ nhậu. Người Cộng sản họ sẽ phát triển rất nhiều về vấn đề ăn chơi. Những cái nơi mà tổ chức ăn chơi họ làm rất là sang. Những cái khách sạn 5 sao, những cái resort để mà những người ở hải ngoại về có thể đi du lịch, họ làm rất là đẹp. Họ sẽ phát triển vấn đề đó rất nhiều để họ thu tiền vào cho họ. Và để cho người ở hải ngoại về nhìn thấy đất nước chúng ta bây giờ cũng phát triển khá chứ đâu có phải là không có đâu. Nhưng mà chặt hết á, nếu mà chúng ta nhìn kỹ á, cái đó là cái vẻ bề ngoài kiếm tiền của những người lãnh đạo. Họ muốn lấy tiền của người ngoại quốc bằng hình thức là phát triển vấn đề du lịch. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn qua vấn đề khác, từ bệnh viện, nếu mà em không có, nếu mà người dân họ không có tiền, không cách chi mà họ được chữa định bệnh một cách đàng hoàng hết, tất cả mọi thứ đều tiền đi trước, chuyện đi sau. Không có cái gì mà không có tiền dính trong đó, cho ngay cả giáo dục cũng vậy. Giáo dục rất là tất cả mọi người đều phải đi học thêm, ông thầy giáo phải dạy thêm. Đây là chuyện có thật. Anh có một bạn học giỏi lắm, trường bởi chú ký. Người này họ không có liên hệ gì tới, không có gia đình bên quân đội hay là của người Việt Nam Cộng Hòa, không có dính dáng gì trong gọi là quân đội hết. Cho nên người này học được thi đậu, còn những người bạn học giỏi của anh mà có cha là lính là không bao giờ đi đậu, thì những người này họ đậu. Họ lên đại học và học giỏi, được học bổng đi du học qua nước Pháp. Và lúc nào cũng suy nghĩ là chúng ta phải làm cái gì để giúp đỡ quê hương và đất nước. Có cơ hội qua Mỹ,
cũng không đi ở lại. Đó là những người bạn mà Trúc Hồ gặp sau này kể lại cho Hồ nghe. Thì cái người bạn gì vẫn tin tưởng là mình sẽ đóng góp cho đất nước lắm. Cho tới một ngày cái người bạn của Trúc Hồ coi một cái bài học của đứa con của mình, thấy tại sao con mình điểm yếu quá, mà coi cái bài chấm á, thì con mình không làm sai bài mà tại sao điểm thấp quá. Thì nó mới đi hỏi con nói à, và ba ơi, mình phải đi học thêm với thầy thì phải đóng tiền học thêm. Thì nó cũng đóng tiền học thêm cho con nói với thầy, mặc dù là con nó đã học giỏi rồi, nó là tiến sĩ giáo sư mà. Thì sau khi học thêm xong thì nó lại có bài con nó nữa, thì lần này nó thấy con nó làm không đúng bài mà lại được điểm cao. Thì lúc đó nó mới bắt đầu nó suy nghĩ những gì mà nó suy nghĩ, những gì mà nó muốn làm nó không thực hiện được. Và nó đành phải qua nước ngoài để mà nó sống. Thì ý anh kể đó là như gì? Một bệnh nhân mà không có tiền thì chết. Học sinh mà không có tiền thì điểm sẽ không cao. Tất cả mọi thứ ở Việt Nam, cái giá trị phẩm chất, công việc và con người đều được định đoạt bởi cái đồng tiền. Tương lai Việt Nam đi về đâu khi mà đất nước dựa trên cái giá trị nhân phẩm của con người bằng đồng tiền? Ha? Anh sẽ không thấy Việt Nam có tương lai 2055, 2075, cũng sẽ không có tương lai khi mà giá trị phẩm chất của con người được định bởi đồng tiền. Em đi ra ngoài đường, em lái một cái chiếc xe, em đội cái mũ, công an kêu lại phạt tiền. Tôi mang đội bảo hiểm, mũ bảo hiểm mà tại sao anh phạt tiền? Mũ này không đúng luật. À, cái này là của các anh bán mà, anh cho phép bán tôi mua mà tại sao các anh không luật? Nói mày trả tiền, mày không trả tiền, ta không cho mày đi. Thì cũng là tiền. Tất nhiên là nhìn đâu cũng thấy tiền. Thì chúng ta thấy cái xã hội như vậy, con người như vậy, nó sẽ đi về đâu? Không còn văn hóa, không còn giá trị đạo đức. Cái người dân Việt Nam của mình ở hải ngoại, cái thế hệ của Trúc Hồ là thế hệ cần phải tham gia hoạt động nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa, để mà chúng ta tranh đấu cho một nước Việt Nam có tự do, để cho cái thế hệ trẻ họ mới có được cái những cái tin tức hai chiều để mà họ tìm được sự thật. Lúc nào Trúc Hồ cũng nghĩ sự thật, à, lòng cảm thông, à, là compassion, như là Đức Đạt Dalai Lama đã dạy. Trúc Hồ vẫn nghĩ sự thật và lòng cảm thông và một cái tấm lòng với tổ quốc, thì Trúc Hồ nghĩ là người Việt Nam sẽ thay đổi được. Và tương lai nó nằm ở những người ở nước ngoài phụ những người trong nước thay đổi. Chỉ có những người trong nước thay đổi, đứng lên, mạnh dạn vượt qua khỏi cái sự sợ hãi kèm kẹp gần một thế kỷ của Cộng sản, thì lúc đó đất nước mới thay đổi. Người trong nước phải là nhân vật chính trong cái sự thay đổi đất nước. Thì lúc đó chủ nghĩa Cộng sản mới không còn, đảng Cộng sản phải giải tán. Khi nào còn đảng Cộng sản ở Việt Nam, tương lai Việt Nam không có. Cái đó là chắc chắn 100%. Phải nhớ rõ khi nào còn đảng Cộng sản độc tài cai trị đất nước Việt Nam, thì đất nước Việt Nam người dân chỉ là nô lệ thôi. Để nước Việt Nam có một cái tương lai tốt hơn, thì cụ thể là nhạc sĩ Trúc Hồ sẽ làm gì? Và Trúc Hồ khuyên các người trẻ hơn làm gì? Chúng ta phải thay đổi bản thân. Chúng ta phải dành giờ cho quê hương đất nước, tổ quốc. Mặc dù thế hệ của Trúc Hồ không phải là người lính, nhưng mà hầu phần hết là hậu vệ của những người lính. Người lính họ có một cái lòng tin, một cái câu mà họ sống trên cái tinh thần đó. Cái tinh thần của họ là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Những người như Trúc Hồ và những người nhỏ tuổi hơn Trúc Hồ trước hết phải đặt tổ quốc mình trên hết. Đừng bao giờ bảo vệ đảng, đừng bao giờ gọi là bảo vệ những cái người mà chỉ biết khúc máu của người dân. Còn đảng còn mình như là công an của nhân dân. Người Việt Cộng lúc nào họ cũng nói cái gì cũng vì dân hết, nhưng mà thật sự họ không có vì dân.
thì chúng ta phải đặt tổ quốc trên hết. Chúng ta đừng bảo vệ đảng cộng sản, đừng bảo vệ gọi là còn đảng còn mình, chúng ta phải bảo vệ tổ quốc của chúng ta, tổ quốc ở trên hết, bởi vì chúng ta mới bảo vệ được lãnh thổ lãnh hải của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta bảo vệ một số người lợi dụng một chủ nghĩa, đọc qua thì tưởng hay nhưng mà thực tế thì nó dã man và tàn ác vô cùng. Liên hiệp châu Âu đã làm một cái gọi là nghị quyết mà để mà nói là chủ nghĩa cộng sản là tội ác của thế giới. Cái chuyện đó ai cũng biết. Nạn nhân của cộng sản trên cả 100 triệu người, chứ là phải ít. Thì chúng ta phải biết cái đó, chúng ta phải đặt tổ quốc trên hết. Và chúng ta phải trách nhiệm của mỗi người là chúng ta phải tự thay đổi. Tự thay đổi là bằng cách thế nào? Chúng ta phải đừng có thờ ơ, đừng có làm ngơ trước những tội ác xảy ra trước mặt mình. Nếu mà chúng ta thờ ơ làm ngơ trước tội ác, chú Hồ không có dám nói là chúng ta đồng lõa với tội ác. Đôi khi chúng ta không có khả năng để mà chúng ta thay đổi hay là chúng ta ngăn cản cái tội ác, nhưng mà chúng ta phải lên tiếng nói, chúng ta phải có thái độ. Chúng ta không cần làm chính trị, chúng ta phải có thái độ chính trị. Chúng ta phải nói cái này là không được, cái này là không đúng. Chúng ta phải đòi hỏi cái quyền làm người của chúng ta và chúng ta đòi hỏi sự công bằng. Thì từ những cái sự suy nghĩ đó và chúng ta lên gọi là đọc sách nhiều, lên mạng, những anh em trong nước tìm hiểu những cái phương cách đấu tranh bắt bạo động để mà chúng ta làm một cuộc cách mạng ở trong nước để mà giải thể chế độ cộng sản. Tội ác không có thể nào mà suốt đời họ tồn tại hết. Tội ác tồn tại trong một cái thời gian thôi. Cái thời gian đó bao nhiêu năm? Liên Xô sụp đổ sau bao nhiêu năm? Chưa tới 100 năm, đế quốc Liên Xô Cộng sản cũng phải sụp đổ. Tất cả mọi thứ nó chỉ là cái thời gian thôi. Nhưng nếu mà chúng ta thụ động, chúng ta thờ ơ, chúng ta mặc ai làm gì làm, tôi sống là được rồi, kệ nó, chuyện này quen rồi, thì đất nước Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi và chỉ có làm nô lệ thôi. Khi người Việt Nam không vượt ra khỏi sợ hãi, không chịu dấn thân thay đổi, đòi hỏi quyền con người công bằng, công lý cho người dân của họ, cho những người mà đang sống trong cái đất nước, thì đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục con đường nô lệ cho Trung Cộng. Cái đó là không có thể nào mà không xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra nữa. Cho nên mỗi người chúng ta 40 năm sau khi miền Nam mất, sau khi cả nước toàn vẹn lãnh thổ thống nhất theo kiểu người cộng sản họ nói, nhưng mà thống nhất kiểu đó để mà mang cho tất cả một 90 triệu dân đi vào ngõ cụt, thì đó là một cuộc thống nhất không cần thiết và cuộc chiến tranh không cần thiết. Đó là một cuộc chiến tranh nô lệ cho đảng Cộng sản quốc tế. Chúng ta phải nhìn sự thật, từ sự thật chúng ta thông cảm và từ đó chúng ta thay đổi. Mỗi người cần thay đổi sự suy nghĩ của mình, nhìn xung quanh để biến tới hành động. Khi mỗi người biến tới hành động thì chúng ta có thể có một cái quy động lực lượng như gần đây 90.000 công nhân biểu tình để đòi quyền công bằng cho họ. Cái chuyện mà những người dân họ đứng lên và đòi quyền công bằng là chuyện chính đáng vô cùng và thế giới sẽ ủng hộ. Người Việt Nam khi nào mà đứng lên 500.000 người đòi công bằng cho mình thì chắc chắn thế giới sẽ ủng hộ. Khi mà cái lực lượng quy động lên cỡ cả mấy trăm ngàn người đó, thì chế độ cộng sản đó, mười mấy ủy viên chính trị làm được gì? Cho dù bây giờ Trung Cộng mang quân qua đánh Việt Nam mình đi, thế giới đâu có làm ngơ. Thế giới này nó không có như hồi xưa nữa. Cho nên chúng ta đừng có sợ là chúng ta đứng lên thì Trung Cộng sẽ xô quân xuống. Không. Chẳng thà chúng ta làm một lần, chúng ta đứng lên một lần để chúng ta không còn nô lệ. Năm nay là năm 40 sau cái biến cố 30 tháng 4 1975. Nếu mà nhạc sĩ Trúc Hồ có hai chữ để mà nhận định cho cái ngày 30 tháng 4 đó, thì hai chữ đó của anh Trúc Hồ là gì? Cái đó là ngày đám tang của tự do. Tự do đã chết từ ngày đó. Đối với anh, tự do là cuộc sống.
Một con người sẽ không có cuộc sống, không có đời sống khi mà họ không có tự do. Freedom is a life. No life, no freedom. Cho nên đó là một ngày giỗ của tự do. Và là một ngày giỗ của những người mà chúng còn ngưỡng mộ. Cái tinh thần của những người lính bảo vệ miền Nam cho chúng còn được ngày hôm nay tự do. Những người tự tử, tủng thiết như là tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, còn nhiều người lắm. Những người anh hùng vô danh, những người lính bình thường, khi nghe tin ông Dương Văn Minh đầu hàng, họ chọn con đường chết. Bởi vì là họ là những người biết rõ mắt miền Nam là mắt cuộc sống, mà họ nên sống, họ đáng sống. Đó là cuộc sống có tự do. Phải nhớ là những người Việt Nam chúng ta bảo vệ tự do cho chính ngay cả những người không đồng chính kiến với chúng ta. Chúng ta bảo vệ họ để sáng tác lên những bài nhạc. Ngay cả họ không bằng cùng chính kiến với chúng ta, chúng ta vẫn bảo vệ. Đó là cái lý tưởng đẹp, bởi vì nó mới có văn hóa. Phải không? Nếu mà hai chữ để mà nói rằng chúng ta phải làm gì, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại phải làm gì, thì đối với nhạc sĩ Trúc Hồ, hai chữ đó là chữ gì? Chúng ta phải đoàn kết và giữ vững niềm tin. Câu đầu tiên Trúc Hồ nghĩ là chúng ta phải đoàn kết, người Việt Nam phải đoàn kết và giữ vững niềm tin. Và chúng ta phải giữ lập trường của mình thật là rõ. Chúng ta là người yêu chuộng tự do, tị nạn cộng sản, và chúng ta đấu tranh tới cùng cho khi nào đất nước chúng ta có được tự do, để đáp lại một phần nào sự hy sinh của những người lính trên 20 năm nằm xuống. Có người thì mất chân, có người thì cục tay, có người thì đã chết, có người thì tử tiết. Những người đó đã cho chúng ta tự do, cho chúng ta cuộc sống, cho chúng ta đời sống như Chúc Hồ ngày hôm nay. Thì chúng ta phải làm lại cho thế hệ sau của chúng ta phải được tự do. Thì muốn được như vậy, chúng ta phải đoàn kết và đừng chia rẽ, đừng tin vào những cái tin đồn, những cái email nặc danh forward lẫn nhau, không biết ai là ai trên internet. Khi mà người cộng sản họ thấy người chúng ta có một cái lực, họ sẽ tìm cách họ phá bằng mọi hình thức, và họ có dư tiền để làm chuyện đó. Họ có một ngân sách của một quốc gia. Đài truyền hình của chúng ta là đài truyền hình SPTN, đài truyền hình của những người tị nạn cộng sản dựng lên. Chúng ta sẽ phải đối đầu với một ngân sách của một quốc gia có trên 700 cơ quan truyền thông trong nước, bao nhiêu đài truyền hình mang qua đây, qua những hệ thống free to air chiếu chương trình. Họ sẽ đánh chúng ta bằng nhiều mọi mặt. Trước hết là quan trọng nhất là họ sẽ tìm cách chia rẽ, tìm cách tạo những cái gọi là sự là mất đoàn kết để mà nghi ngờ nhau, và từ từ họ làm quen với những gì mà chúng ta quen với những gì mà đang xảy ra trong nước. Họ muốn chúng ta quen từ những danh từ của họ xài trong nước, cho những cái chương trình game của họ xài trong nước. Họ muốn chúng ta quen cái văn hóa của họ, biết họ thành quen. Hồi nãy giờ ngồi đây tâm sự với lại Mai Phi Long, có lúc thì nói Trúc Hồ, có lúc thì nói anh, xin khán giả tha thứ. Đôi khi mình nói chuyện, mình tâm sự, mình cứ tưởng là mình đang nói với một người em mình, dầu sao Mai Phi Long cũng nhỏ tuổi hơn Trúc Hồ. Cho nên xin lỗi khán giả đài truyền hình SPTN. Đó là những gì mà Trúc Hồ muốn chia sẻ. Cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn hôm nay.